Chào các bạn cùng cô chú anh chị đã trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn ơi, hôm nay My tiếp tục những câu chuyện mà cảnh giác để mình cùng nhau đề phòng nha các bạn. Những câu chuyện này đã được cô chú anh chị trải qua và gọi cho My để chia sẻ lại với các bạn. Thì câu chuyện này My thấy cũng rất là hay và hữu ích cho các bạn, các cô chú. Chị này chỉ xin giấu tên cho nên My tạm gọi là chị dễ thương đi nha. Thì chị đã chia sẻ như vậy nè các bạn. Chị ở tiểu bang khác, xong rồi chị mua nhà ở Cali, chị cho thuê. Chị cho thuê cũng là được là trên 5 năm rồi. Thì cái nhà này vì chị không có ở đây, cho nên á, chị cũng ít có tới lui lắm. Nhưng mà được cái là mỗi tháng á, cái anh mướn nhà của chị á, ảnh trả tiền mỗi tháng đều lắm. Cho nên chị cũng không có lo gì hết trơn á. Thì vừa rồi chị nói là chị muốn ghé để chị thăm cái nhà, tại vì nhìn từ lúc cho mướn tới giờ chị cũng không có rảnh mà đến thăm. Thì ảnh nói vậy cũng được, ghé thì cho ảnh biết trước giờ nào ngày nào vậy đó. Thì chị nói là thì khoảng còn tháng nữa thì chị ghé. Thì lúc đó đó các bạn, thì anh này ảnh cũng nói tháng nữa được, không có sao. Tới khi mà ghé đến nhà đó các bạn, thì chị mới tá quả ra là anh đã dọn đi hết rồi các bạn. Anh này anh mướn cái nhà chỉ mà ảnh trồng cây cần sa. Thì cái nhà các bạn là chỉ vô chỉ nhìn là chỉ nói là hỏi oi luôn. Nó đã hư, hầu như là hư rất là nhiều luôn. Tại vì người ta trồng cây cần sa ở trong nhà đó các bạn, thì là không có đúng lực. Và nhà nó bị giống như ẩm ướt mô gì đó. Chị nói nhà bị hư rất là nhiều khi mà mình trồng cây ở trong nhà. Bây giờ chị phải nhờ người đến sửa nhà. Rồi chị sẽ thưa cái anh này. Thì chị rất là tá quả mà chị ngạc nhiên luôn á. Chị nói là không ngờ là người ta mướn nhà của mình á, không phải ở mà mướn nhà để trồng cây là không có được, mà nó làm hư cái nhà rất là nhiều. Chị nói bây giờ á, cái người mà sửa nhà nói á, là bây giờ phải tốn rất là nhiều tiền mới sửa lại cái nhà này được, tại vì nó hư hao rất là nhiều. Thì chị muốn nhờ My gửi đến các bạn, các cô chú á, nếu mà ai có cho thuê nhà thì mình phải thường xuyên đi đến cái nhà của mình thượng chút để mình kiểm tra, chứ mình không có bỏ như của chị vậy được. Tới hồi mà mình phát hiện ra là đã trễ lắm rồi, người cái tiền sửa nhà nó rất là nhiều. Cho nên chị nói là cái này rất là đáng tiếc xảy ra. Thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã cái chia sẻ cái này cho cô chú anh chị đều biết á. Thì theo mình biết á các bạn, nếu mà mình trồng những cây cần sa đồ trong nhà là không có đúng lực của kali của mình á, mà hơn nữa đó là nếu mà mình trồng như vậy á, là cái nhà ẩm ướt rồi, tại vì nhà kali á là giống như cái gỗ á, xong rồi người ta mới úp cái trai qua vòng vòng thôi, và nếu mà nó bị ẩm ướt rồi đó các bạn, rồi nó sẽ làm cho hư cái tường đồ hết. Rồi người ta khi mà ta trồng vậy á, người ta cần rất là nhiều ánh sáng rồi nhiều nước được đó các bạn, thì cái bill điện, bill nước là sẽ rất là nhiều luôn á. Nếu mà cảnh sát mà người ta để ý là người ta sẽ biết được á. Thì chị nói là chị muốn nhắn gửi các bạn, các cô chú là mình phải nên để ý đề phòng. Thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha. Và đây là câu chuyện của chị Ngân đã chia sẻ với các bạn, thì mời các bạn cùng nghe nha. Khủng khiếp, bữa hổm chị đi ra chỗ Hương Lan, chị đi vô đó mua đồ. Dạ. Chị mới vừa đậu xe xong, chị mới vừa đi vô ngay cái chỗ Hương Lan luôn, xe thì xe đồ hoàng nó đậu ngay đó, cái bà khách nó mới xuống, bà xách cái túi á, ô bé thằng kia giật chạy, trời bà xuống xe rồi bà cầm cái bóp đi lon ton, nó chạy mất tiêu luôn. Cái đó là chị thấy rõ ràng luôn, những cái người mà đi xe đồ hoàng á, xuống xe phải cẩn thận. Có mấy ông đứng đó không ai làm gì được hết. Tại người ta giống như người ta không phải là không giúp, nhưng mà đột xuất quá, đột ngột quá, người ta không kịp, dạ. Cái đó là chị thấy rõ ràng luôn, khủng khiếp thiệt. Nhiều người bị lắm nghe, nó nhiều người bị đi xe hoài bước xuống nó canh, nó bước xuống là nó giật, cầm bóp là nó tới nó giật. Vậy là tại vì cái chỗ đó đông người cho nên là nó giật rồi nó chạy, cái là không biết ai là ai luôn. Biết, thấy nó chạy luôn, thấy nó chạy mà không làm gì được nó hết á bây giờ. Không làm gì được hết trơn luôn, bây giờ nó thiệt luôn á. Thế ghê vậy. Cảnh sát chưa tới nữa chứ đừng có nói, nó chạy mất rồi cảnh sát chưa tới nữa, nhiều khi nó không tới luôn. Dạ. Thì cái nhiệm vụ nó bây giờ không phải là bắt cướp. Dạ. Nhiệm vụ nó vô đi ra, đi vô đi ra, vô với lại cho ai mà chạy quá mai cho tới kẹt vậy thôi.
Đúng rồi, đi kiếm mấy người ngay để phạt không à. Thì đó, bây giờ cướp bóc luôn. Bữa hổm chị đi cái chỗ mà bán make up đồ Valentine ấy gì quên này ta, không ấy cái gì căng đó chị cứ quên tên nó hoài. Trời ơi, nó đi vô, tại vì nó chị nghĩ á, là nó ăn cắp lần thứ mấy rồi. Tại vì khi mà nó vô cái bà supervisor manager gì á, mày không được vô, mày không được vô, nghĩa là bà thấy mặt nó là bà biết nó chuyên gia vô lấy đồ á. Bà cứ nói mày không được Wow. vô, mày không được vô, mà nó đi thẳng vô nó lấy xong rồi nó đi ra, vừa đi nó vừa lột mấy cái miếng mà kẹp dính đó, để cho nó ra đừng có kêu á, nó lột nó dục vỏ thì hết định, nó lấy mấy cái đó nó đi ra tỉnh quèo luôn. Chị đứng đó chị phải né cho nó đi. Cái thằng Mỹ đen chị mới né chỗ đi, mới nó đụng mình tán làm sao mình già nữa Không trời. có lấy của chị là may lắm. Nó vô nó lấy đồ make up của người ta thôi. Trời ơi, Vậy hả? chị nói thiệt, có nhiều cái cảnh hồi xưa giờ chị bao chưa bao giờ chị thấy cái cảnh này, chị nói thiệt luôn á, từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ mới thấy nè, chị chính mắt chị thấy Loạn luôn. Nó đi vô mà bà manager số vai mình không biết, mình tại mình không có hỏi, tại không ai dám, như có ông security đó không nhúc nhích luôn, đứng dòm ngó nó thôi. Chỉ có bà manager số vai gì không biết, phải gượt theo nó thôi, nhưng ơi. mà không có dám đụng nó. Được, nó nói nó mày không có được vô, mày không được vô. Nó đi thẳng vô nó lấy xong nó đi ra, mà không làm gì nữa. Bà cũng đi theo nó mà không làm gì được nó hết, chỉ đi Vậy theo thôi, đi vậy cái theo cho nó ông vui. security muốn làm gì ta? Làm kiểm. Ai biết đâu, tại vì bây giờ mà security mà đụng vô là security ở tù, chứ không ai thằng cướp ở tù, mà thằng thằng cha là đó tội nghiệp người ta đi làm. Chị cũng nghĩ đông giống như em vậy, muốn nhậu làm gì ta. Nó vô mà không đuổi nó ra, thay vì mình không có cần đánh nó, mình không cần gì mình đuổi nó ra được Đúng hết rồi, đâu. mình lại mình nói chuyện nó đàng hoàng, mình nói là ừ đi ra đi vậy thôi. Còn không mình chặn đường nó, không có cho nó vô nữa, kêu nó đi Hả? ra. Trời ơi, để cho cái đàn bà đi rượt nó mà ông đó đứng đó. Trời ơi, chị nói thiệt, gặp chị là supervisor đó, chị đuổi thằng đó liền, đuổi liền. Mình không đánh nó nhưng mà mình chặn nó lại, không cho nó vô vậy thôi. Cho Trời nó đi ơi. vô tự nhiên luôn. Trời, cái đó là sự thật, là chị thấy luôn. Đúng hả? Thời Mà buổi thật ra bây giờ cũng có nhiều người nói á, thấy mà cũng không có dám giúp nữa, là tại sợ để không dám đụng tới tụi nó, rồi tụi nó đánh lại rồi mất công rồi mang họa nữa. nếu mà em đánh nó, cảnh sát bắt em, còn nếu Dạ. nó đánh em thì không sao hết, Ừ. không sao hết. Nó có Ừ. nhiều chỗ nó cướp bóc rồi vô, có ngày một thả ra rồi, chứ Dạ. giống như quá đáng nó mới nhốt nhốt ngày nó thả ra xong. Hỏi em giờ làm gì bất lực, Nghe bắt cóc bỏ làm gì ấy. bắt cóc nó giống như nó bắt, nhiều khi cái thằng nó quá đáng nó mới bắt nhốt nhốt, nhưng mà nhốt có nhốt cho có lệ thôi. Còn cái ông đánh nó, người nào đánh nó phải đưa người đó ra tòa nữa. Dạ. Đó, bởi vậy sẽ sợ quá. Bây giờ shopping tiền đồ hay chị cũng ít có đi lắm, khi nào cần đi chợ chị mới đi đi shopping mua đồ, mua quần mua áo giờ chị cũng có đi, tại quần áo thôi, lớn tuổi rồi mặc sao cũng được, ai ai chê chê, mình ở nhà cho nó an toàn, Dạ, đúng rồi. đi shopping giờ nguy hiểm lắm. Dạ. Ra đường là thôi đủ thứ chuyện hết trơn, gặp nhiều khi không biết Dạ chuyện gì xảy đúng rồi, ra. tại Dạ. mình đang lấy xe nó chùi lấy đá chọi vô cũng được, nó Ừ. bắt được thả hả, nó bắt ngày ngày nó thả. Mà mấy cái tiệm shopping giờ là em thấy á, chị biết không, đi vô Walmart hay đi vô đâu á, nó có lắp mấy cái đồ hết trơn rồi chị. Mấy cái đồ Cái nào nhỏ mắc nhỏ nhỏ tiền lắp nó lại khóa hết hết, vậy á. cái nào mắc tiền nó khóa hết, tại Mấy vì nó tiền không gì mấy có đồng mà cấp. cũng lắp nữa. Em biết cái Walmart á, nó Walmart vậy chứ, vậy mà hồi xưa đó nha, không biết bây giờ sao, chứ hồi xưa đó là khi mà em vô, mấy cái thằng mà bắt cướp á, nó mặc áo thường chứ nó không mặc áo cảnh sát, hay là áo bảo vệ, nó không có mặc cái đó nha, nó là mặc áo thường thôi. Nó nghi người nào nó sẽ đi theo người đó, khi mà ra là bắt dính tại chỗ liền, là nó còng liền. Nó có mặt là nó cho những cái người mà giống như là cảnh sát chìm, nhưng mà nó không phải, nó là người chìm Vậy hả? Mà phải đó, làm tại vậy người ta vì mới người ta sợ chứ, không là đâu có được. tại qua mặt vô cắp là nó bắt à, nó chụp liền à, nó mau lắm, nó đi theo dõi, nó đợi sắp ra cửa bắt đầu nó chụp. Tại giờ xưa chị làm có tiệm nail trong qua mặt nên chị biết trong qua mặt cái tình cảnh rồi, chị biết hết. Vậy à? Ồ. À, qua mặt nó ấy lắm, nó cho người đi theo dõi, nó không ấy mình đâu, nó đợi bỏ túi ha, bỏ đi rồi trước khi đi ra nó chặn một cái. Nhưng mà hồi xưa thì vậy, còn bây giờ thì sao?
giờ đó giờ chị biết giờ không biết, bởi xưa tiệm nail ở trong người qua mạng nó cũng xì xì lắm có gì, gì giống như nó cái gì nó giúp đỡ mình vậy đó, còn giờ là mình không biết là đầu hàng là bây giờ nói thiệt luôn á. Em biết không, ở nhà kế bên chị hồi mấy tháng trước, trước khi bà bán nhà đi rồi, trước khi bà bán nhà là có mi mi nó nhảy vô hàng rào, nó vô nó lấy đồ của bà phía sau nè. Bà nói lại cho chị, thằng con bà có súng nha, trong nhà anh Ni là có súng nè. Ủa mà nhỏ đang ngủ mà nghe sao lọt sọt nó mặc cái quần xì à, nó lấy cái súng ra nó ngược mấy thằng đó chạy ra ngoài nó bắn lên trời, nó không biết bắn nó bắn chỉ thiên gì á, nó bắn trời nó bà nó sợ muốn chết luôn, nó mặc quần xì nó chạy ra được luôn. Trời ơi, nhưng mà làm vậy nó nó mới điên sợ mà, dạ, chứ không nó nó đâu có điên mà, sợ. nhưng ôi mấy Mỹ đen chạy quá trời chạy luôn, đâu dám hoay á, đâu dám tới đây, mà đường này hồi xưa giờ ít hiếm lắm mà không biết tại sao lâu lâu nó cũng làm một chuyến vậy đó, Dạ, nhưng mà tới làm nhà vậy có rồi cho nó sợ mốt khỏi dám nữa. đúng rồi đúng rồi, thằng đó nó có súng, bởi vì bây giờ nó nghĩ là nếu mà khu này có súng là nhà nào cũng có súng. Dạ, ừ, Nhà có hên thanh á. niên là có súng, đối diện nhà chị hồi mấy năm trước cũng bị vô đó, rồi cái nó làm cửa sổ bằng bằng ở ngoài bằng và bằng sắt hết luôn, cái nhà đó là bị vô á, là bà chị qua chị hỏi thì nó ủa sao mày mày làm, thấy nó thấy người ta làm cửa sổ, ủa khu này đâu có bị gì sao mày làm cửa sổ, trời ơi nó vô nó lấy đồ của tao rồi, nên giờ tao phải làm cửa sắt, xong ổng sợ sao ổng bán luôn. Ổng ở mấy tháng ổng bán luôn, khu này chị ở mười mấy năm rồi. Em cảm ơn chị Ngân rất là nhiều nha, đã chia sẻ cái này cũng rất là quý và hữu ích đến tất cả các bạn. Khi mà mình đi ra đường á thì mình cũng phải rất là cẩn thận. Có gì hay thì chị Ngân chia sẻ thêm giùm em nữa nha. Các bạn ơi, cái này là câu chuyện của nhà cô Liên xảy ra mà cô nói là mình phải rất là cẩn thận, nhất là các anh chị mà thích trồng cây á thì đừng có nên trồng những cái cây ăn trái ở trước cửa nhà. Tại vì nhà của cô á thì cô có cái cây bơ á, nó cũng trái nhiều lắm, và người ta đi ngang á, người ta hay chồm lên ta hái, thì cô nói ở trong á thì nhiều, còn ở ngoài thì nó lòi ra rất là ít, nhưng mà người ta nhiều khi chồm lên hái, còn nhiều khi á thì người ta lấy đồ ta giật, đại khái là muốn ăn trái vậy đó. Thì cô nói cái đó cũng không sao, nhưng mà bên trong của cô chút xíu á, là có cây bưởi, là cây bưởi của cô á, rất là ngon. Cho nên á, có lần đó đó cô đi vắng sáng đi làm hết á, người ta leo vô hàng rào của cô và hái mấy cái trái bưởi, thì lúc mà leo vô leo ra làm sao đó mà người ta là bị té, thì cuối cùng á là cái người đó đó đi vô bệnh viện phải bó lại cái chân, và cuối cùng á là cô cũng phải trả tiền cho cái người đó vô bệnh viện, và cái người đó không có đi làm được á, cô phải trả tiền cho, là tại vì bị gãy cái chân á, không có đi làm được thì phải trả tiền cho người ta trong lúc mà người ta không có đi làm nữa. Thì cô nói á, mình có cây ăn trái ở nhà đó mình phải rất là cẩn thận, để thôi người ta leo vô là lỗi của người ta, người ta hái, nhưng mà có gì á là mình là người chịu trách nhiệm, tại vì mình làm cho người ta leo vô hái. Cho nên cô nói nếu mà có cây ăn trái á, mình nên trồng phía sau, đừng có để phía trước, lỡ có chuyện gì á, là phiền lắm luôn. Thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ cái kinh nghiệm này. Mình thấy có cây ăn trái trồng ở nhà thấy vui ha, nhưng mà cũng có những chuyện xảy ra mà mình không ngờ tới á các bạn, nhưng mà cũng làm cho mình phải bị tốn tiền nữa. Mà theo mới biết á thì thường những cái đó đó, nếu mà tiền người ta vô bệnh viện nhiều hoặc là mình đóng nhiều tiền á các bạn, thì mình có thể, nếu mà nhà mình có homeowner insurance á thì mình lấy cái đó ra mình trả cho những cái chi phí đó được á các bạn. Tại vì hồi lâu rồi mới nhớ có một người đó là nhà người ta có nuôi chó, mà con chó này nó dễ thương chứ không phải là chó mà dữ, nhưng mà điều tại vì nó bự nó cao thôi, mình nhìn thì nó hiền lắm, nhưng mà nó sủa cái người đi bộ á. Thì cái người đó đó trong lúc đó đó có một cái đứa nhỏ nó sợ đó, nó chạy sao mà nó dắp té. Khi mà đứa bé nó vô bệnh viện á thì những chi phí gì mà làm cho đứa bé đó đó là cái chủ của con chó đó phải chịu hết đó các bạn. Thì cái đó là cũng là một cái luật mà ở trên nước Mỹ mình á, mình phải rất là cẩn thận nếu mà mình có chó
mặc dù chó nó không có dữ nhưng mà nó sủa người ta làm cho người ta sợ đó các bạn. Người ta chạy hay người ta có chuyện gì là mình cũng là người chịu trách nhiệm nữa, cho nên cái này mình cũng phải cẩn thận. Chính vì vậy mà mình phải có cái bảo hiểm nhà để cho lỡ ví dụ như là chó cắn người ta hay là nó đuổi rượt người ta chạy, giống như chuyện này vậy đó. Hoặc là ví dụ mình có đồ ăn gì mình cho người ta ăn hay gì đó, lỡ người ta đau bụng hay gì đó, người ta vô bệnh viện thì mình cũng là người phải trả tiền thuốc, tiền bệnh viện cho người ta. Hoặc là bạn bè đến nhà chơi bị té ngã hay là cái gì đó các bạn ha, thì mình cũng phải là lấy cái bảo hiểm nhà ra để chi phí trả cho những cái việc này. Có một câu chuyện này mình thấy rất là hay mà cũng vừa buồn mà vừa vui cho chị Hồng, thì chị chia sẻ như vậy nè các bạn. Chị nói là ấy giờ nghe My nói về trộm cướp đồ nhiều quá nhưng mà không có nghe nói về chuyện ly dị, cho nên chị nói muốn chia sẻ lại với các bạn, các cô chú luôn, là nếu mà vợ chồng á ai không có hợp nhau á thì làm thử cái cách như chị đi, chị thấy nó cũng có kết quả. Là chị nói vợ chồng chị á cưới nhau á là được cỡ 8 năm mấy rồi, xong rồi á thì chị nói từ lúc cưới nhau tới bây giờ cứ lục đục hoài à, không bao giờ mà hạnh phúc hết đó. Tại vì chồng của chị rất là gia trưởng mà cái gì cũng khó khăn hết á, làm gì cũng không có vừa ý hết á, cho nên nó hai người cứ cãi nhau mà chị cũng không vừa gì, chị cũng không có nhịn, cho nên là cứ kình qua kình lại vậy đó. Thì xong rồi chị nói cuối cùng chị nói thôi ra tòa ly dị đi cho nó xong, mặc dù là cũng còn thương nhau nhưng mà chị nói không chịu nổi, mà chị biết chồng chị cũng còn thương chị nhưng mà cũng không có chịu được cái tánh của chị nữa, cho nên hai người ly dị. Nhưng mà làm theo cái cách của chị á, là hai người ly thân thôi chứ đừng có ly dị luôn. Ly thân thì giống như trên giấy tờ thì vẫn còn là vợ chồng nhưng mà mình đừng có ở gần nhau nữa. Chị nói chị đi về nhà ba mẹ chị ở, còn ảnh thì ở đó một mình, cho ổng ở đó một mình luôn. Thì chị nói á, trong vòng á 3 tháng đầu á thì chị cúp phone luôn, chị không thèm bắt phone, ổng gọi chị cũng không thèm bắt luôn, chị để vậy luôn, cho ổng gọi ổng làm gì ổng làm, chị không bắt phone ổng, chị thấy phone là chị cúp luôn. Nhưng mà sau 3 tháng rồi đó thì ổng cũng ít có gọi, rồi cái ổng không thèm gọi chị nữa cho tới 4 5 tháng luôn, 6 tháng cái bắt đầu bữa đó ổng gọi cho chị, thì tự nhiên á gọi thì tự nhiên chị cũng cảm thấy mừng mừng vui vui. Xong rồi cái hỏi có gì không thì anh cũng hỏi chị là khỏe không vậy đó. Chị nói ừ thì cũng bình thường, cũng đi làm bình thường cũng sống, nhưng mà nói chuyện chị cứ nói cũng còn trống trỏng lắm. Cái xong rồi chị nói ổng nói là ổng muốn năn nỉ chị muốn xin về ở lại, chị mới nói không chị không chịu, chị nói là về mà cứ tối ngày la hoài chị không có chịu. Xong rồi thôi giờ đi ra ngoài nói chuyện gặp một bữa đi, thì chị thấy thôi chị cũng muốn đi thử coi làm sao. Hai người đi uống cà phê, ảnh năn nỉ anh nói là ừ cho ảnh xin lỗi đồ đủ thứ, tha thứ cho ảnh, tại vì ảnh cảm thấy là lúc mà mình đi rồi á thì ảnh nó thấy là ảnh trống vắng, lúc đó thì ảnh mới nhìn lại cái lỗi của ảnh, thì ảnh cảm thấy ảnh cũng hơi quá đáng với những cái chuyện mà ảnh làm, cho nên á xong rồi cái chị cũng thử ảnh coi sao. Thì khoảng tháng sau chị mới nói thôi giờ về ở chung. Thì từ khi mà chị về ở chung hôm nay á là được cũng 3 năm mấy rồi, thì chị thấy là chồng chị thay đổi hoàn toàn luôn, từ một người gia trưởng khó khăn khó chịu mà bây giờ trở thành một người chồng giống như là khác hẳn vậy đó. Ổng tự lập, ổng biết tự lo cho ổng, và những cái gì mình làm cho ổng á ổng cảm thấy ổng rất là appreciate, ổng cảm kích, ổng cảm ơn mình. Chị nói là chị cảm thấy là giống như chị có một người chồng mới vậy đó. Thì chị nói cái này là một cái buồn nhưng mà cũng một cái vui cho chị. Thời gian xa cách á chị đã thay đổi được người chồng của chị. Thì chị muốn nhờ My gửi đến các bạn, các cô chú á, những cái cặp vợ chồng nào mà không có được vui vẻ giống như chị á thì nên áp dụng. Với chị nói á là trong vòng 3 4 tháng đầu á đừng có thèm gặp mặt, đừng có thèm gì hết á, không trả lời phone luôn, để cho nó nhớ mình nhiều. Chị nói là cho nó nhớ mình nhiều thật nhiều á. Thì xong rồi á thì lúc hồi nói chuyện lại á thì bắt đầu người ta mới cảm thấy là mình có giá trị, chứ còn lúc nào á mình cũng cơm hầu dân nước dân trà hoài á là không có giá trị chút nào hết á. Thì em cũng mừng cho chị Hồng là bây giờ chị được hạnh phúc.
Thì cái câu chuyện của chị em thấy cũng rất là cảm động mà ý nghĩa rất là hay, để cho cô chú anh chị nào nếu mà mình có đang mắc phải cái chuyện này á thì mình đâu thử chia tay một thời gian thôi. Chia tay này thấy rất là hay, mặc dù là trên giấy tờ vẫn còn là vợ chồng nhưng mà mình tách riêng ra ha, vậy để xa mới nhớ. Em cảm ơn chị Hồng rất là nhiều nha. Thì cái này cũng là một cái gửi đến các anh á, các anh nào mà khó chịu với các chị á thì gia trưởng quá thì cũng phải để ý một chút nha. My đang ở chợ của người Mẹ trên đường Harbour với địa chỉ này nha các bạn. $5.99 nè các bạn. Ớt có 1.75 ounce nè. Ớt này là ớt ma nè. Có mấy trái trong đây nè. 5.99. Bởi vậy ớt này các bạn mua cây về trồng á, mình có nhiều trái hơn chứ mình mua về mắc lắm. Này là ớt ma cay nhất thế giới nè, Phúc Chulo kìa, Ghost Pepper. Nếu các bạn mua cây thì mới thấy ở vườn anh Khoa đang có mấy cây rất là bự mà trái nhiều lắm. Nó nhiêu đây là 5 đồng 99 như 6 đồng á, chút xíu vậy đó. 1.75 ounce, 5 đồng 99, mắc quá chừng ha. Nó mắc hơn cái loại ớt thường nhiều lắm. Ớt này là ớt cay nhất thế giới. Ớt hiểm sống nè các bạn, 6 đồng 99 như 7 đồng nguyên một phao luôn. Các bạn cần ớt hiểm sống thì mình mua đây rẻ ha. Ớt này nè mình thích nè, ớt thơm bơ habanero nè, thanh long vàng ở đây 4 đồng 99 cho một phao. Mình thích trái su ở trên đây nè, 2 đồng 49 cho một phao. Trái su gai bự lắm, mình đụng vô là gai đâm đau luôn á. Su này ăn giòn ngon. Mãng cầu nè các bạn, 8 đồng 99 cho một phao mãng cầu Mễ. Ở đây có su màu trắng nữa ha, 1 đồng 79 cho một phao. Cái su màu trắng ngộ quá ha, không biết ăn sao. 2 đồng 69 trái su màu xanh nữa, màu xanh rất là đậm luôn á. Sabuche nè các bạn, trái bự chảng luôn. Sabuche này ăn không có ngon bằng cái sabuche của Á Đông mình. Thôi mình xin dừng ở đây ha. Mình cảm ơn các bạn, các cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Nếu các bạn thấy video này có hữu ích thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè giùm mi nha. Mình chúc cho các bạn cùng cô chú luôn vui, khỏe và mọi việc luôn được bình an đến với gia đình của mình và người thân ha. Mình hẹn các bạn ở nhiều video khác của mình. Mình chào tạm biệt các bạn. Bye bye!